Chào mừng các bạn đã đến với kênh iTechVN. Trong clip ngày hôm nay, iTechVN xin được gửi đến các bạn thông tin so sánh chi tiết của hai dòng xe CUV 5 chỗ tại Việt Nam, chiếc xe Ford Territory 2023 ở bản Trend và chiếc Mazda CX-5 ở phiên bản Luxury. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết về giá bán, thông số kỹ thuật, nội ngoại thất và những cái đánh giá về tính an toàn của hai dòng xe các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua về giá bán của hai dòng xe này. Phiên bản của chiếc Territory 2023 chúng ta có 3 bản, đó là bản Trend, bản Titanium và bản Titanium X. Các bạn thấy mức giá niêm yết hiện tại đang trải dài từ 822 triệu đến 935 triệu đồng. Trong khi đó thì Mazda CX-5 trang bị 4 phiên bản, từ động cơ 2.0 đến một loại là 2.5 Signature, có mức giá niêm yết là 839 đến 1 tỷ 059 triệu đồng. Như vậy thì cái mức xe của chiếc Trend và bản Luxury nó lệch nhau 50 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết xem có những điểm gì khác biệt các bạn nhé. Về thông số ngoại thất, chúng ta có thể thấy ở đây thì chiếc xe Ford Territory ở bản Trend cũng như tất cả phiên bản còn lại thì về mặt kích thước nó đều nhỉnh hơn so với chiếc Mazda CX-5 ở mọi phiên bản. Cụ thể là cái phần chiều dài tổng thể của xe nè, cái phần chiều cao tổng thể cũng như là cái chiều dài trục cơ sở. Các bạn có thể đặt lên bàn cân và so sánh từng cái mm, chúng ta sẽ thấy nó nhỉnh hơn. Trong khi đó, một thông số duy nhất mà chiếc Mazda CX-5 có phần thắng thế hơn so với đối thủ chính là cái khoảng sân gầm. Chúng ta có thể thấy ở đây là cụ thể là 20 cm cho cái chiếc Mazda CX-5 ở tất cả phiên bản. Trong khi đó thì chiếc xe Ford Territory chỉ có 19 cm mà thôi. Đó là cái điểm so sánh về ngoại thất của hai dòng xe này. Và đây là những hình ảnh thực tế của hai dòng xe để các bạn có thể đưa ra cái chọn lựa phù hợp khi chúng ta đang phân vân giữa cái chiếc xe Ford Territory. Cái bản Trend là cái phiên bản có mức giá mềm nhất và cũng là cái mức giá đáng cạnh tranh trong phân khúc CUV 5 chỗ ở Việt Nam. Các bạn có thể thấy là dòng xe đến từ nước Mỹ này, cái phiên bản xe Ford Territory mà chúng ta đang quan sát trên màn hình sẽ có một cái điểm nhấn đặc biệt ở cái phần mặt trước cũng như là cái hệ thống mặt ca lăng mà chúng ta có thể quan sát ở đây. Trong khi đó thì dải đèn LED chạy ban ngày cũng là một trong những cái điểm đặc trưng. Về mặt kích thước thì có thể thấy chiếc xe CUV hạng C này nó khi chúng ta đặt lên bàn cân và so với những đối thủ khác, chẳng hạn như là chiếc Honda CR-V thì nó có to lớn tương tự. Bởi vì đây là một dòng xe CUV 5 chỗ và là phân khúc hạng C. Các bạn nghĩ sao về phong cách thiết kế này? Chúng ta thấy là cái phần thác nước chảy bật lên cái sức mạnh cho cái dòng xe của thương hiệu đến từ hãng Ford của nước Mỹ. Trong khi đó thì đây là một dòng xe Mazda CX-5 mà các bạn đang quan sát trên màn hình, nó đến từ thương hiệu của Nhật Bản và vẫn trung thành với một cái phong cách thiết kế được gọi tên là Kodo, tức nghĩa là cái phong cách đặc trưng của cái hãng Mazda. Và phong cách Kodo này cho cái phiên bản mới của dòng Mazda CX-5 thì mỗi phiên bản nó chỉ tinh chỉnh rất nhỏ, nên một số bạn nói vui trong những cái diễn đàn liên quan đến các xe ô tô thì hay nói là Kodo, hay viết tắt của từ thuần Việt tức là không đổi. Thực ra thì ở đây các bạn có thấy là có một sự thay đổi, đặc biệt là cái hệ thống đèn LED chạy ban ngày. Nếu chúng ta so cái phiên bản Mazda CX-5 này với những cái đối thủ mà khác, hoặc đặc biệt là khi chúng ta so sánh với lại những cái phiên bản CX-5 mà ra mắt trong khu vực như khu vực Đông Nam Á chúng ta thôi, cạnh có Indonesia, Thái Lan, thì chúng ta thấy là ở thị trường Việt Nam rất thích cái đèn LED chạy ban ngày cũng như là cái hệ thống chiếu sáng bằng LED. Vì vậy thì trên phiên bản của dòng CX-5 hãng Mazda, đặc biệt là Thaco Trường Hải đã đem vào lắp ráp và trang bị thêm cái đèn LED so với những phiên bản tiêu chuẩn quốc tế khác. Các bạn có thể so sánh tiếp về cái phần bên hông của thân xe. Thì trong khi cái phiên bản của cái dòng Titanium và Titanium X của chiếc Ford Territory 2023 đều trang bị cái mâm có kích thước 19 inch, thì hơi tiếc là trên cái dòng bản Trend chúng ta chỉ có cái kích thước mâm lớp là loại 5 chấu, vẫn là 5 chấu thôi, nhưng mà nó chỉ có 18 inch mà thôi. Và hiển nhiên trên cái bản rẻ tiền hơn này thì chúng ta sẽ không có cái phần cửa sổ trời nè, chúng ta sẽ không có camera 360 độ mặc định. Nhưng bù lại thì chúng ta vẫn có tất cả mọi hệ thống treo và cũng như hệ thống khung gầm, và đặc biệt là động cơ. Cái tính năng an toàn thì nó cũng sẽ gần tương tự như trên cái phiên bản Titanium và phiên bản cao nhất là Titanium X. Như vậy chọn dòng xe này thì cái ngưỡng niêm yết hiện tại là 822 triệu. Còn nếu như các bạn quan tâm đến cái mức giá bán, mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội cũng như các tỉnh trên toàn quốc thì chúng ta có thể xem thêm các video clip khác của iTechVN, cũng như các bạn có thể chủ động đăng ký kênh để chúng ta nhận được những cái thông tin mới nhất cho cái báo giá lăn bánh cũng như những cái đánh giá so sánh chi tiết của các dòng xe các bạn nhé. Còn bây giờ khi chúng ta đến với cái phiên bản nâng cấp của dòng Mazda CX-5 phiên bản facelift này, thì các bạn thấy cũng tương tự như đối thủ, ở đây cũng là một cái mâm có kích thước là loại 5 chấu. Đầu tiên là cái loại là vẫn là 5 chấu nhưng mà kích thước nó nhỉnh hơn so với đối thủ 1 inch. Ở đây cụ thể là chúng ta sẽ có là 19 inch chứ không phải là 18 như trên cái phiên bản Ford Territory 2023 bản Trend.
Như vậy thì mặc dù đây là bản luxury thôi, không phải là những cái bản cao hơn và cũng là không phải bản gọi là bán chạy nhất chiếc premium, nhưng mà chúng ta cũng thấy có da nóc thể thao đầy đủ ha. Tiếp theo là chúng ta so sánh về phần đuôi xe. Các bạn thấy là nếu như chúng ta đang sở hữu một chiếc xe Ford Territory ở phiên bản Titanium hay Titanium X thì cái logo đó sẽ được dập nổi ở phần đuôi xe bên tay phải. Còn cái bản Trend như chúng ta thấy ở đây ha, thì các bạn sẽ thấy cái dòng xe này sẽ vắng đi cái logo là chữ Titanium. Còn phần đuôi xe vẫn là cái hệ thống đèn mặt sau, vẫn là cái full dạng LED tương tự như trên những cái phiên bản cao hơn. Còn hệ thống ở phần sau của cái chiếc Mazda, đây là phiên bản Luxury, thì các bạn có thể thấy là trên phiên bản này thì chúng ta vẫn có những cái ống bô giả, tức nghĩa đây là những cái bô thể thao chứ không phải thuần tí, nó sẽ là hai cái ống xả kép. Ống bô ở miền Nam, còn ở miền Bắc thì hay thích gọi là cái từ ống xả kép. Còn hệ thống đèn hậu đuôi xe thì vẫn hoàn toàn tương tự. Và một trong những cái điểm thiếu vắng của cái dòng xe rẻ tiền này so với phiên bản cao hơn đó là chúng ta sẽ không có cái loại là mở cốp rảnh tay, cốp chỉnh điện các bạn nhé. Như vậy chúng ta hãy cùng điểm qua những điểm chính về cái sự so sánh giữa hai dòng xe Ford Territory ở bản Trend và bản CX-5 Luxury trong cái phần về tính năng ngoại thất. Hai cái dòng xe này đều sử dụng hệ thống là full LED ở cái đèn chiếu sáng. Đây không phải là adaptive LED, tức nghĩa là nó sẽ không có tự động bật tắt hay là tự động điều chỉnh góc chiếu đâu. Đây chỉ là cái hệ thống đèn LED thông thường. Và tính năng gạt mưa tự động thì nó vắng bóng trên cái chiếc xe Ford Territory bản Trend, trên chiếc Mazda CX-5 Luxury thì vẫn có các bạn nhé. Về đèn sương mù, hai dòng xe này hoàn toàn như nhau, cũng như là gương chiếu hậu. Những cái yếu tố mà HSVN đang chủ động tô màu xanh dương đó là sự tương đồng giữa hai dòng xe. Trong khi đó màu vàng mà tô đỏ này, các bạn thấy là cỡ lớp thì chiếc Mazda CX-5 Luxury nhỉnh hơn. Còn tất cả những tính năng còn lại nó gần như tương đồng như nhau của cả hai dòng xe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tính năng nội thất của cả hai dòng xe các bạn nhé. Đầu tiên là hình ảnh của không gian nội thất trên dòng Ford Territory phiên bản Trend. Các bạn thấy là đây là những cái chi tiết đầu tiên mà đập vào trong cái khoang lái chúng ta có thể cảm nhận được. Đây là một dòng CV hạng C và cái khoang không gian điều khiển này cho chúng ta một cái hệ thống ghế chỉnh điện 10 hướng. Đồng thời là chúng ta sẽ có cái phần ghế da, đây không phải là loại da quá cao cấp nhưng mà vẫn là những cái loại da tốt, chứ không phải là loại da quá bình thường. Và các bạn có thể thấy một cái màn hình chạy ngang và nó liền khối với lại một cái màn hình giải trí. Tức nghĩa ở đây chúng ta sẽ có hai cái block màn hình, một cái khối màn hình là cái tính năng trên màn hình Tableau này, và chúng ta sẽ liền khối với lại một cái màn hình giải trí. Cả hai màn hình này có kích thước to bậc nhất trong cái phân khúc. Tiếp theo là những dòng xe ra đời sau, sinh sau đẻ muộn thì lại có những cái nâng cấp đáng kể. Chúng ta có thể thấy đây là một hệ thống khoanh tay điện tử auto hold nè, chức năng tự giữ, đồng thời là chế độ gài cầu khi chúng ta lái. Tất nhiên dòng xe này thì nói vui thôi, nó chỉ có một cầu, đó là cầu trước chứ không phải là chế độ đa cầu giống như đàn anh SUV, chiếc xe Ford Everest các bạn nhé. Và đây những hình ảnh thực tế khi mà chúng ta mở cái công tắc lên để chúng ta khởi động máy thì chúng ta sẽ thấy bên phải chính là một cái hệ thống màn hình giải trí, còn bên trái là một cái màn hình giả lập theo cái dạng là digital, và chúng ta có những cái tính năng về tác vụ điều khiển cũng như những cái thông báo. Ở đây các bạn thấy những cái phím gần gần tựa như piano trên những cái dòng xe đến từ Hàn, nhưng mà một phiên bản đến từ nước Mỹ, chúng ta có những cái hình ảnh rất là thực tế. Và cụ thể ở đây thì dòng xe này trang bị tương tự như đối thủ cạnh tranh chiếc Mazda CX-5 trong phân khúc, đó là hai cái dàn lạnh độc lập. Và đối với cái phần ghế sau, chúng ta có thể chủ động điều chỉnh được cái học gió điều hòa dàn lạnh này. Và ở đây có điều thêm điều thú vị là chúng ta có thêm cái USB Type-C để có thể sạc pin cho điện thoại, máy tính bảng khi chúng ta ngồi sau. Trong khi đó thì các bạn đến với không gian của một hãng xe đến từ nước Nhật, chiếc Mazda CX-5, thì toàn bộ không gian nội thất này mang đến cho chúng ta một cái cảm giác vừa đủ, không quá bắt mắt, cầu kỳ giống như trên những cái dòng xe đến từ Hàn Quốc. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái hệ thống Mazda Connect chỉ khiêm tốn dừng lại ở cái kích thước là 7 inch, mà thậm chí là dòng xe này còn đang trang bị một cái DVD, một trong cái điều khá là ngạc nhiên trước những cái dòng xe hiện đại khác đang trang bị màn hình cảm ứng rất là hoành tráng. Nhưng mà để so sánh thì các bạn thấy là trên phiên bản Titanium và phiên bản Titanium X chúng ta sẽ có cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Trong khi đó Mazda CX-5 thì trang bị một cái cửa sổ trời nhỏ thôi, kích thước vừa đủ cho tất cả các phiên bản của mình. Đây là một trong những cái lợi thế nếu chúng ta đặt lên bàn cân và so từng cái tính năng nhỏ nhất. Trong khi đó thì cái màn hình Tableau ở đây không phải là cái loại full digital. Như các bạn thấy thì màn hình Tableau của chiếc Mazda CX-5 phiên bản facelift này sẽ là một cái màn hình có kích thước tương đối nhỏ, và chúng ta có ba cái màn hình, trong đó là hai cái là analog và một cái là digital để thông báo những cái tác vụ trong quá trình điều khiển. Vẫn là cái vô lăng ba chấu,
Nhưng mà ở đây các bạn có thể thấy là nếu so với thị trường quốc tế chúng ta có 6 option, thì tại thị trường Việt Nam chỉ còn iStop và cái chức năng là cảm biến lùi, tức nghĩa là cảnh báo va chạm khi chúng ta lùi xe. Còn 3 tính năng còn lại thì đang được vắng bóng đi, tức nghĩa là bị cắt bớt so với phiên bản quốc tế. Và những cái dòng xe ra đời trước khi cái đối thủ cạnh tranh ra mắt thì rõ ràng là nó sẽ có một số cái nhược điểm nhất định về cái phần option, chẳng hạn như là sẽ không có những cái sạc không dây này, không có hệ thống lọc bụi mịn 2.5 PM, hoặc là những cái tính năng nho nhỏ khác mà chúng ta có thể đặt lên bàn cân. Các bạn nghĩ sao về cái khoang nội thất của chiếc Mazda CX-5? Chúng ta có thể để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Như vậy chúng ta hãy cùng đặt lên bàn cân và so sánh một cách chi tiết về cái khoang nội thất của cả hai dòng xe. Chiếc xe Ford Territory 2023 bản Trend đó là ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Trong khi đó thì Mazda CX-5 vẫn trang bị cái sự chỉnh điện này, nhưng mà chỉ có cho ghế lái, còn cái ghế khách cũng như là ghế sau thì chúng ta sẽ không có. Nhưng mà ngược lại thì chiếc Mazda CX-5 Luxury này lại trang bị cái cửa kính một chạm ở tất cả các vị trí. Còn cái chiếc Ford Territory thì chỉ có ghế lái mà thôi. Hai dàn xe này thì giống nhau một số điểm, đó là đều là cái loại nội thất là cái da này, trang bị hệ thống âm thanh đều là 6 loa và có điều hòa tự động hai vùng. Tuy nhiên cả hai dòng xe này cũng giống nhau luôn cái khuyết điểm là không có sạc không dây này. Nhưng mà chiếc Mazda CX-5 nhỉnh hơn xíu, đó là có thêm cái màn hình HUD để hiển thị thông tin trên cái kính lái. Còn chiếc Ford Territory thì chúng ta thấy hiển nhiên là về tính năng giải trí nó sẽ nhỉnh hơn khi màn hình nó to lớn hơn. Và khi các bạn đến với cái khoang không gian hàng ghế thứ hai trên một dòng xe 5 chỗ thì dòng xe nào có cái phần chiều dài trục cơ sở lớn hơn cũng như tối ưu về cái phần thiết kế thì chúng ta sẽ có cái khoang ghế thứ hai thật sự là rộng rãi. Ở đây nếu như các bạn cao 1m75 thì chúng ta có thể ngồi thoải mái và dư ra cả một khúc luôn, cả một gang tay so với cái chiều cả người tài xế cũng như là người ngồi hàng ghế thứ hai là vô cùng thoải mái. Còn đây là cái không gian của hàng ghế thứ hai trên cái phiên bản của chiếc Mazda CX-5. Ở thị trường đô thị Việt Nam thì thật ra chúng ta thích cái cửa sổ trời, nhưng khi mua về thì khá ít khi chúng ta sử dụng. Không biết các bạn có thực sự thích cái cửa sổ trời hay không, nhưng mà đó cũng là một trong những option các hãng đưa ra để có thể chào bán và cạnh tranh với những cái đối thủ. Còn đây là cái bệ tì tay ở hàng ghế thứ hai, kiêm cái tính năng là để ly, để cốc để chúng ta di chuyển trên những cái chuyến hành trình. Đó là cái khoang không gian hàng ghế thứ hai, và ở đây chúng ta cũng có những cái điều hòa để chúng ta có thể tùy chỉnh. Bây giờ mình sẽ cùng xem về cái thông số kỹ thuật các bạn nhé. Hai dòng xe này đều trang bị những cái động cơ thuộc dạng tốt trong phân khúc. Một dòng xe, chiếc xe Ford Territory thì nổi tiếng với động cơ xăng EcoBoost, đây là động cơ 1.5 lít và tăng áp. Trong khi đó thì chiếc Mazda CX-5 chỉ sử dụng động cơ 2.0 và cái loại là xăng phun tự nhiên, tức nghĩa là không phải là loại tăng áp. Vì vậy thì tất nhiên tăng áp có một cái ưu điểm, đó là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái thứ hai là cái công suất cực đại cũng như mô men xoắn cực đại của dòng xe nó sẽ tốt hơn so với đối thủ, mặc dù nó chỉ có 1.5 lít mà thôi. Cụ thể đây các bạn có thể thấy là cái công suất cực đại của chiếc xe Ford Territory, tất cả phiên bản đều là 158 mã lực ở vòng tua 5.700 vòng trong phút, và cái mô men xoắn cực đại đạt 248 Nm ở vòng tua 3.500 vòng trong phút. Và cái hộp số của loại xe Ford Territory cũng tốt hơn, đó là 7 cấp ly hợp kép ướt. Còn tất cả những thông số còn lại từ hệ thống dẫn động, hệ thống treo cũng như là treo trước treo sau thì nó sẽ đều tương đồng như nhau. Dung tích bình xăng thì không lệch nhau quá nhiều đâu. Như vậy thì iCheckVN vẫn đánh giá cao hơn một chút về cái tính năng vận hành của chiếc xe Ford Territory phiên bản 2023 mà chúng ta đang quan sát. Còn về tính năng an toàn thì sao? Mặc dù trên những phiên bản cao hơn, chẳng hạn như phiên bản Signature hoặc là trên phiên bản là Premium của chiếc Mazda CX-5, chúng ta có gần như là full option ở tất cả mọi thứ. Tuy nhiên thì khi chúng ta đặt lên bàn cân và so sánh về tính năng an toàn của dòng xe Mazda CX-5 phiên bản Luxury và chiếc xe Ford Territory bản Trend thì thật đúng là nó sẽ rất tương đồng với nhau. Ngay cả mức giá bán chúng ta cũng thấy chênh lệch nhau 50 triệu như vậy. Như vậy lệch nhau 50 triệu chúng ta có ở nhau ở đây cái gì? Các bạn có thể thấy là camera 360 độ vắng bóng nè, hỗ trợ đổ xe tự động thông minh cũng vắng, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, tất cả mọi tính năng hai dòng xe này đều thiếu như nhau. Chỉ có mỗi phanh tay điện tử và chúng ta có cruise control, không phải là adaptive cruise control, tức nghĩa là nó không thể bắt bám theo cái xe trước được, và thậm chí là trên chiếc xe Ford Territory nó thiếu cái cảm biến trước, chỉ có cảm biến lùi mà thôi. Và đặc biệt là trên chiếc xe Ford Territory chỉ có 4 túi khí, trong khi Mazda CX-5 mặc dù ra đời trước nhưng mà có 6 túi khí ở tất cả các phiên bản của mình. Không biết các bạn nghĩ sao về mức giá bán cũng như là những cái tính năng mà iCheckVN vừa nêu trong video clip vừa qua. Chúng ta có thể để lại comment bên dưới và cho một cái sự tham khảo với những khách hàng khác các bạn nhé. Đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất cho một dòng xe SUV 5 chỗ ngồi tại thị trường Việt Nam ở thời điểm năm 2023 này? Hy vọng các bạn sẽ đưa ra thêm những lời tư vấn cho các độc giả cũng như các khán thính giả khác các bạn nhé. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. iCheckVN xin cảm ơn các bạn rất nhiều.